Dạ. Cái này là đi chung với mình luôn hả chị? Cô này là cổ đi thấy khó khăn quá trời luôn à. Đây ông bà cô bác ơi, em ngồi đợi anh chút xíu hả? Ít 5 ngày nó đau rồi. Uống thì đỡ mà hết thì nó đau lại. Tại xương của con nó mục quá mà. Cô ngồi lên xuống thôi. Dạ. Không có cái gì nó cấn cái lưng cô. Đúng rồi, nó nãy xương cô nó bị mục kiểu mà cái cấn ở chỗ bắt ốc quá, cô phải bắt ốc hoặc bắt chỗ nào? Cái này nè. Rồi bây giờ nó cấn là vẫn cấn ở chỗ đó luôn phải không? Cái này nè, cái đấy đây. À thì nó giống như nó nẹp nó đó. Dạ. Ừ. Tại vì nó bị nhức ở đây nè, giờ cái con ấy. Hồi nguyên cái khu vực đó bây giờ đã nẹp rồi, bây giờ nó bị lông con ốc rồi nhức chứ. Lại sợ đi mổ lại cô sợ quá. Dạ. Thôi ráng đi, kỳ này ráng khỏe nha. Kỳ này về uống cái hết cái bệnh đó là về khỏe nha bà. Để vô hôm ấy xong rồi sao lên là toàn là đi ca nặng, đi đường xa không à. Dạ dạ, để con ấy. Đây dịnh tay con. Gặp phải chứ. Hả? Gặp thầy. Gặp thầy đâu? Thầy đâu có đây đâu? Thầy không có đây. Thầy mấy triệu. Dạ. Thầy đây. Có xem chưa? Bà có xem con không? Chắc đâu có xem đâu. Trời, nghe nói không à? Về mở cho bà xem là bà quay trong này luôn á. Bữa nay là thấy con rồi nè, gì? Nghe nói mà mình ngủ không được. Dạ. Tới ngày mới đi. Cái nó đau á. Ê, bà. Để đây đi, không sao đâu. Ừ, không sao đâu. Trời, chị đi, cô ngồi đi con. Con ngồi bên đây nè. Hai cái chân mà nó bước không được, nó tê. Nè, bà bên đây là cũng bị nhức quá trời nè. Nó đau ngay trên giữa này nè. Mấy ngón chân giống như cái con gì mà nó chết. Nó giống như bị, giống như con kiến nó bò trong chổng phải không? Vì nó đau tối ngay, đau ngay giữa bận chân á. Dạ, mà bà có đi không? Có đi gì nhiều không? Trời ơi, đi cắt giác, đi tùm lum mà. Dạ. Hả? Ai chị? Chị lấy cái bình trước á. Đây lên à. Ai chỉ vào đi nói vậy? Tại chỉ cái mới có 40 mà thấy gì đâu, thấy nhăn quá trời. Trời. Cái gì mới có 80 mà người ta chạy vòng vòng. Mã tôi 97 mà còn ngồi đánh mày sẹp không con tôi. Con tới 50 là con cụ téo nè. Tôi mới có 80, năm ngoái đi bán da ua, đã tiệm lum la ba đi bán da ua mà năm. Ráng đi, ráng đi bà, kỳ này hổm là có chừng. Cái này chị em về nói em nha, để em lấy rượu nha. Có trường hợp mà hổm là một bà mà 90 tuổi á là phải đeo cái nịch lưng giống như cô Khoa đó. Đeo nịch lưng mà đi làm khòm đi không chịu nổi phải dịnh á, mà uống xong là đi giờ bỏ nịch lưng đi quét nhà ào ào luôn rồi, đi chặt lá dừa luôn á. Cho bà. Dữ vậy hả? Ở Vĩnh Long. Ở Trà Vinh chứ, ở Trà Vinh. Bà Cầu Vinh, chào cô. Bà bước lui bước tới nè. Giờ mà đứng mà thõng chân xuống phải gác vậy. Ủa? Ngồi đây nè. Dạ cô vô trong ngồi đi con. Bà cầu xin ơn trên ngày lần chuỗi hai lần là xin cho bà chị vệt cũng được chứ đừng nằm chỗ. Dạ. Vì không có ai nằm chỗ cực lắm. Rồi bây giờ cái chân của bà nó teo chút xíu vậy. Nè, nó bị teo cơ. Nếu như bị thoái hóa bữa hôm nó không chứ. Rồi bị té hả? Ừ. Bị té phải không? Bộ chứ không phải té. Bị gì? Dịnh cái nó trợt. À trợt xong rồi. Nó té. À thì té. Rồi té mà bà không chịu. Đau hai cái chỗ này nè, đau. Dạ. Đau từ đâu nó tê dán. Tối là dán thuốc dán tùm lum vậy nó. Dạ. Không ngủ được. Thôi chuyện này ráng uống cái này vô khỏe. Trời ơi, bà chịu khó dữ lắm. Mấy cái ca nặng này con áp lực cho con quá. Dạ. Vậy cũng mà cầu xin cho đi. Dạ. Nhang cầu xin cái ban lái cho. Giờ ở đây mà bà con nào mà cần con giải thích gì con giải thích nha. Còn nếu mà cần có việc gì gấp đi về thì có gì nói con nha. Để má công thì thấy con làm bận rộn quá rồi ngại cái ngồi hoài có việc thì nói con. Còn em trai kia chịu khó ngồi đợi ha. Tại vì em trai đi gửi về Kiên Giang. Rồi để con nghe cặp mắt 4 5 bữa nay cặp mắt nó mờ. Vậy là có bị tiểu đường? Không. Không bị tiểu đường hả? Ừ, mà cũng không cao huyết áp nhiều. À. Mà ăn uống thì bình thường nhưng mà đều có cái nó tê hai cái chân bước không được. Tên gì chị?
Diễm ở Tân Bình phải không ạ? Bình Tân phải không ạ? Rồi, chị có chị bệnh hai bệnh. Đây có chị hai bệnh rồi. Dạ. Vậy là chị về đây liền luôn hả? Cái chai đó là còn mặc áo khoác luôn đó. Tối mấy cái ngón chân này nè. Ờ bà gỡ ra đi nha. Chích mấy ngón chân mình nó đau ngay giữa bằng chân. Nếu mà mình hạn chế mình bó lại, làm cho cái kiểu mà mạch máu mình đó. Mạch máu mình nó bị giống như là bóp lại nữa. Bà cứ để cho thoải mái ra đi, đừng có đeo vớ, đừng có bó vậy đó. Vậy hả? Mấy bữa nay nó đau quá, nó rần rần, nó đau cái phải bó cái chỉ đôi giớ đó đó. Dạ dạ. Mà thôi bữa nay đừng bó nữa. Rồi để con rót rượu cho bà uống liền ha. Ừ. Chị đợi em xíu ha. Dạ sao. Chị lấy ghế chị ngồi đi chị. Chị đo chị đi về liền, chị đứng đó chị. Cô này cô bị tê chân cái gì để cái chân lên trên luôn vậy? Thòng cái chân xuống nó nhức lắm. Dạ. Thường ngủ là giống như mình phải cảm giác mình treo cái chân lên mình mới ngủ được á. Gác cái chân lên á. Dạ. Cô là tên gì? Cô tên gì ở đâu? Cô ở Bà Rịa. Cô ở Bà Rịa. Là nãy là mình đi chung với cô Loan luôn. Này là chung xe nè, cô Loan hổng này, cô Loan đi xuống. Đi xuống đây hình như là 3 lần. Mà xuống đây cô xuống có 1 lần à? Cô xuống 1 lần, con đi lấy à, xong rồi là mấy lần sau là con cô xuống. Còn đây là chị gái đây là... Dạ, em đi lần đầu tiên. Lần đầu tiên hả? Dạ. Dạ. Này cô Loan lúc này cô khỏe nhiều chưa? Tay cũng còn nhức. Dạ. Nó cũng đã đỡ rồi. Đỡ nhiều không con? Ở đây trường hợp này là cô Loan là uống rồi nè. Dạ, đi về luôn á anh. Uống được. Dạ. Cho cô một chai đi cô uống. Dạ chút xíu con chia cho anh Khúc để uống tiếp. Uống chưa được. Trên đó con có ghi ngày á nha, ghi ngày mình uống nha nha bà. Bây giờ bà đi về luôn hả? Chị đi về luôn hả chị? Kêu tên được rồi, kêu thầy nghe nó nhột quá. Kêu Khánh Nguyễn được rồi. Gọi bằng thầy nghe nó. Đây. Về kỳ này khỏe, mốt có gì cho biết tin mừng nha. Dạ có gì mốt là gọi điện xuống. Chị cái gì chị đứa bà về uống hết cái khúc này cho con biết kết quả là được rồi. Có gì gọi điện bà gọi điện có số bà có một hũ riêng. Chào nha, chào nha. Dạ dạ. Cô về sau nhé. Cô bác gì sao? Rồi về khỏe. Đây nãy đi Vũng Tàu cũng bao xe đi lên đây luôn. Kim Hải trên mình. Dạ, Vũng Tàu đó. Kim Hải trên mình á. Chị hỏi cái đó là Kim Hải á. Dạ. Em thấy anh kia quen quen kìa. Quen quen hả? Tài xế áo đen quen kìa. Vô đây trình diện mốt đi. Rồi cả nhà mình về khỏe, hết bệnh nha. Cũng chúc sao mà toàn thể bà con của mình hết bệnh. Chúc mình đó ha, đi sớm nha. Dạ không, cái áo đen thấy quen quen. Hay gặp. Rồi mình ngồi gom sát vô cái gì em rót rượu luôn ha. Còn chị gái ở đây là chị đâu có rót rượu luôn phải không? Chị bây giờ chị lấy cái bình chị về luôn. Rồi mẹ nãy là chị nói là lấy cho mẹ đi cho chồng hả? Thì ở nhà là bị bệnh sao á chị? Có bị đệm vô đau nhức vậy đó. Dạ. Mẹ chồng thì ông cũng giống như kiểu mà cũng thần kinh tọa vậy đó. Dạ. Vậy là cái này là ai xem qua YouTube mà biết. Chị kế bên nhà chị thôi. À là chị kế bên chị chỉ. À đúng rồi. Dạ mình biết cái này biết cách uống rồi hết chưa? Dạ cũng biết rồi. Biết rồi không cần chỉ nữa hả? Nếu chỉ nữa cũng được. Chị cũng chỉ vậy đó. Dạ cái hũ này thì về nhà mình trên đó chút xíu là có cái ngày đó. Mình xem là tới ngày uống mình uống nha. Dạ. Ngâm 1 tháng mình mới uống. Bây giờ là mình cho trước 2 cái chai nhỏ đi để về. Tại chị đó cũng cho uống một chút á. Dạ. Thì thấy cái nó hơi chạy lên đặt luôn. Dạ. Để có gì em nói vợ viết trong đó lấy 2 khúc rồi có gì về uống liền. Thì cái đó thì em cũng gửi thôi chứ không có bán. Thì ai muốn có điều kiện thì góp vô thôi. Rồi, chị đâu có bệnh đâu nên đâu cần góp, đâu có rót rượu.
Dạ, mà chị đợi chút xíu nha. Dạ, chị Diễm ở Bình Tân. Đây ghi hình cho nhớ, nè mốt cái gì còn xuống xuống lần tiếp nữa. Rồi em cũng chúc chị với cả nhà của mình, rồi những người bệnh thì sớm khỏi bệnh, còn bà con trong nhà luôn khỏe mạnh, bình an, công việc lúc nào cũng thuận lợi và thành công hết luôn. Dạ dạ, rồi chị đợi em, chị đợi vợ em nha. Em qua đây em rót rượu cho bà, để bà nói cho bà nôn và đợi chứ. Cô Pha, khi nào cô Pha về nói con nha. Cô về luôn hả? Dạ. Dạ dạ, vậy để con lấy cho cô đi về trước đi. Con có muốn lời nào nói con không? Xuống một xuống tầng rồi giờ thấy nó cũng phải đỡ vậy thôi. Xuống xuống gặp con vui là mau hết bệnh nha. Đúng rồi. Vui là mau hết bệnh. Tính để ví dụ mình uống một bình nó bao nhiêu lâu? Một bình nó chắc uống một tháng. Một tháng á. Còn bình uống tháng hơn chứ, tại vì bình của cảm ơn. Dạ. Dạ, để lấy cho bình cho cô Pha đi về luôn nè em ơi. Cô Pha nè, để cháu của cô đang đợi. Dạ dạ, để em lấy cho chị Diễm trước đi. Cô lo với bà chịu khó đợi con 5 phút à. Dạ. Dạ. Cô tới đây là đại quán đường đó, cho nên cậu xin cho nó nhẹ ra. Chị này xuống vậy là con thấy là đỡ nhiều rồi đó. Bữa hổm mà đi gì đâu mà thấy da mặt lúc đó mặt xanh dần, bây giờ thấy tươi vậy. Chắc xuống con thấy mặt tươi quá. Mặt bình thường. Dạ. Dạ đúng rồi, đi giúp cho mình lưu thông máu tốt quá thì mình sẽ mau hết. Đề đúng không? Dạ. Cô uống còn được, cô chịu khó cô đi vận động rồi cho máu huyết nó lưu thông. Dạ. 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 Uống cái nó rạn ra, không uống cái nó cứng đúng không? Dạ. Dạ dạ. Dạ. Thôi ráng đi. Dạ. Về khỏe nha chị. Về có gì rót rượu cho mẹ, cho chồng uống là phải cười cười vui vui lên nha. Phải chọc chọc cho uống. Rồi lấy cho cô Khoa đi về luôn đi em ơi. Để cô Khoa về, cô Khoa dưỡng sức, mốt còn lên mổ nữa chứ. Phải mổ đi. Không mổ là không được đâu. Thôi lần sau đi xe máy xuống luôn là khỏe à, đi xe máy xuống cho người nhà chở xe máy xuống luôn. Dạ. Bữa nay là cháu cô đi xuống đây luôn hả? Thế là người đó là cháu cô hả? Rồi. Cháu lo cho bà quá trời luôn rồi. Nó cũng đâu có rảnh đâu. Dạ. Nó mất làm. Đã biết khóc môn rồi. Dạ. Rồi cái này về ráng hết bệnh. Con bé này đi với bạn nó. Dạ. Dạ dạ. Đây là toàn người bệnh biết tới em không à, chứ hầu như bệnh mới biết tới, còn chưa bệnh nặng là chưa biết tới. Dạ. Có coi với ta giới thiệu rồi, có dở lên coi chứ cái đầu thấy nào nó nằm buồn buồn thấy gì. Buồn mới biết tới con. Chứ còn mà có người uống rồi xong mà giống như là bây giờ mình coi mẹ mình cũng sợ. Dạ đúng rồi. Đủ với mấy chị Phượng uống rồi, chị uống rồi, chị chỉ em thì em có đủ tin tưởng hơn, em gọi em coi hơn. Rồi con vô rót rượu, hồi nãy giờ con đi rồi. Con quên rót cho bà để cho bà khỏe cái bà đi về. Chỉ cần người uống rồi người ta chỉ nói để đi lấy cho con không chịu, phải lên gặp con, gặp thầy lên gặp. Dạ để chút xíu con bóp mấy cái khớp thì cho hết nha. Bà đâu có bị nãy bà nói bà bị gì ta? Tiểu đường hả? Tiểu đường thôi. Huyết áp cũng không luôn. Tim mạch không. Rồi vậy ngon lành này, rót đúng liều lượng luôn. Mà chị có hai cái chân. Vậy này chị cũng đang đau lắm nè. Dạ. Uống huyết áp là không uống được hay? Không, huyết áp thì uống ít lại thôi. Uống ít lại thôi, uống vẫn uống bình thường. Em vừa xỉn vừa huyết áp nữa đó, mà em nghe rượu là em sợ. Trời ơi, uống chút xíu. Trời ơi, thế bà thấy cô uống ngon mà. Thơm đúng không? Thơm. Dạ. Dễ chịu. Dạ. Dễ chịu lắm, uống thơm lắm. 90 tuổi còn khỏe, còn ngon lành mà. Xin nhê gì. Giờ cô lo uống nữa hả? Cô lo uống như đây thôi. Cái này về. Em làm đau lưng ở chỗ này nhiều. Này. Hai cái gù cổ em, cái chỗ này dài, cái chỗ này của em. Mày chắc làm quản lý quá. Đúng không?
là quản lý lắc qua lắc lại để dạng như là xem nên nó mới mỏi cổ. Cô có bị gì không? Đau đầu gối hả? Rồi có đi bác sĩ chưa chị? Không. Không luôn hả? Vậy là coi như là thấy là nhức rồi đi thôi chứ không đâu có bị tim mạch gì đâu hả chị? Không. Thôi vậy về nhà nếu mà nãy mình uống nhiều hơn này nha. Dạ cô có bị gì không? Bị nặng mà nãy nó bị xỉn này kia đồ huyết áp. Không, không uống hả? Uống xíu thôi. Cái này là con, cái này là con hả? Rồi. Ủa mà bị gì? Đau sao gáy hả? Làm kế toán hay sao? Làm nghề. Làm nghề ngồi chỗ nhiều quá hả? Giống như hôm qua giống như đó mỏi quá mình ráng mình ráng ngượng xuống hôm nay nó nhức. À giống như con giống như chị đó bị làm kiểu mà nó bị kiểu mà quá sức cái nó bị nhóm cái cột sống thôi à. Rồi thôi uống đi, uống cái này. Về nhà nếu mà mình không có giống như cơ thể mình không có bị phản ứng gì á thì mình uống nhiều hơn này nha. Gần đầy ly luôn. Chạy vô thành sân này. Em về em lấy một cái ly uống rượu quá. 15ml á, nếu không ấy là 15ml. Ngắm vô uống vậy là hết vô nó nha. 2 lít rượu đó là uống 25 ml. Này nó ngon hơn rượu Tây. Chị có uống không? Dạ có. Đây thấy nãy chị khỏe quá uống thì chỉ đang mỏi cổ thôi mà. Chị nó bị đau lắm á. Hỏi nồng độ cồn. Ấy cho cô Khoa đi về nha em để ở nãy giờ đang lấy xe. À con sợ tưởng. Từ từ uống nước. Lên. Lên trên đây là chủ yếu là lấy cái tay mát tay đi về á. Chỉ xí đi em. Chỉ xí đi. Để tao tới cái bệnh mình mua luôn á đó. Dạ cũng một đó thôi. Cái này ngâm tới 2 tháng đựng. Nhưng mà nếu một phần là lên trên đây lấy cái hơi tay để về mau hết bệnh. Chút thôi. Lại lấy con cua chỉ chị lắm. Uống từ từ thôi, từ từ uống nước, từ từ uống nước. Ồ nóng ra cũng đã ha. Nó đang ra chạy rồi. Thôi cái này là những người bị trào ngược dạ dày á. Thôi kệ nếu mà bị sốc mà về theo đúng mà mình đừng có uống nước liền. Cái bài giống như gì thần kinh tọa rồi thoái hóa cột sống rồi thoái hóa đủ hả? Đủ hết trơn. Duy kim trang lại khác nữa hả? Ờ cái em này là khác. Em đâu có uống đâu phải không? Hết tiền rồi. Em vừa đủ 4 bình của em rồi. Vô ngồi luôn con đứng sáng giờ từ 5 giờ sáng đứng ngồi tới. Dạ. 5 giờ sáng giờ. Dạ. Đừng chờ. Tối hôm qua con ngâm thuốc tới khuya đừng tại vì giữa tuần có bà con lên lấy nữa nên tranh thủ khuya ngâm. Cái này về khỏe nha. Để con ngay. Này té mà dám mà nói ra không sao. Mà nè bà thấy cái chân bà nó nhỏ xíu vậy nè mà cái người bà nó giống như cái người cái cơ thể mình nó đang nó chịu lực nó nặng quá. Hôm nay ăn gạo lứt á. Dạ. Nên là mình ráng mình lúc đầu mình đi mình dìu dìu thôi. Dìu cho sợ té lắm. Dạ. Mình á. Gân nó nổi lên nè. Dạ bữa nay nó ít bữa hôm như đừng á. Về nhà bà đừng có đeo vớ, đừng có mang vớ. Mang vớ càng mang vớ nó bó lại rồi cái mạch máu mình nó lưu thông nó không có giống như nó bị tắc gì đó. Mình càng ấy vô là nó càng nặng nữa. Nếu mà đông sợ cái chân nó lạnh á, mang vớ lỏng xíu. Mang vớ đừng có bó. Mấy bữa nay nó đau quá cái gì mang bớ. Chứ nhớ mà đôi triệu bạc đó. Mang vớ đừng có mang vớ bó quá. Vớ bó quá là nó sẽ làm cho mạch máu của mình càng bị máu nó lưu thông không có được á. Cái này thì bị nghẹn hộp máu. Dạ đúng rồi, nó nghẹn á. Dạ. Mình đó. Chú này là vợ chú là bên bệnh viện nhiệt đới mà chú giấu vợ là không có đưa dạng như là giấu đi xuống đây lấy thuốc tại vì bên bác sĩ mà không có tin mà chú uống một chai chú khỏe bữa nay chú xuống là chú đặt 2 bình. Chú xuống bữa nay có cho con quay không chú? Cho con quay luôn đi.
À, đợi khi nào khỏe con quay. Chú giấu giấu gia đình. Dạ để chút xíu. Cầm bình thuốc về nó là mua thuốc uống được. Không không để nhà luôn. Để bên một nhà nhà người chị. Tại vì chú đặt chị đi chú một bình hai bình này nè. Và để bên đó khi nào uống được thì cứ qua đó lấy về uống thôi. Mà không còn gửi cho anh trai này nè. Là chú về chú uống bây giờ chú nói chú khỏe nhiều rồi bây giờ muốn là uống thêm. Khi nào mà giống như là thật sự khỏe mạnh xong rồi về mới đem về cho nhà cho vợ. Cô bỏ vậy có thấy của tội nghiệp. Dạ. Cô ở Hóc Môn hả? Dạ. Dạ. Có thể lần sau được thì em sẽ xuống đây thì đặt thì ở nhà mới mới ngâm. Nhưng mà bình nhỏ uống thử được không? Ngày không uống thử thì uống thiệt chứ không uống thử. Đang bị gì đó. Có quá cái đồ gói à. Em lấy chia cho chị đây một miếng để lấy về cho cái người giúp việc uống kìa em. Rồi thì để cái gì em chia tao không có sao. Bây giờ không biết ở trong còn không, sáng giờ rót mà chắc cũng nhiều rồi. Tại nhà ngâm tới 2 tháng mấy mới rót ra nên cái lượng nó không có được nhiều. Thuốc của cô hôm nay chú uống được. Dạ. Cô tới 22 gì mới uống được. Đó, giống như cái cô đó mà bị sút ốc luôn á. Cái cột sống mà bị bắt ốc quá, nó bị mục quá, bị thối quá, mục quá, giờ bắt kiểu mà vô bị bung ra đó. Giờ là phải uống lại để uống cái này để cho xương nó cứng lại. Cứng lại xong mình mới bắt lại được. Ráng lên nha bà. Bà ráng nha, bà chịu khó vậy lắm. Trời ơi, cái cây lục lạc mà uống là 2 bao luôn á. Dạ. Lục lạc á, uống 2 bao luôn á. À. Thôi thôi, lấy thuốc đi. Sao vậy? Nó nhỏ hả? Nó nhỏ. Cái bà cũng đau như gì đây mà bà không đi được. Dạ. Mà là gửi mua cho bà cha bà không đi được. Dạ. Cái gì đó, cái bà nghèo. Dạ. Cái bà đi chị gì đưa cho bà xã bà. Dạ, thì bây giờ trường hợp mà ấy thì con chia thôi, con có con chia thôi chứ con đâu có giữ đâu. Có con chia hết thôi à. Con chia hết thôi à chứ con không có giữ, con giữ thuốc là giữ bệnh á. Dạ. Nên mà nếu á nếu mà mình mà có thuốc này nè, mình về mình ngâm á, mình chia ra đi, mình cứ chia cho người người khác đi. Về có gì chịu khó. Chia sẻ là mình hết bệnh. Chia sẻ ra, giống như mình chia cái bệnh đó. Dạ. Dạ. Ráng kỳ này về khỏe. Về khỏe nha bà. Rồi. Bà đạp xe cả ngày. Rồi. Lên đây chịu, lên gặp mới chịu nữa chứ. Lên đây gặp mới chịu. Đi lấy giùm không có chịu. Dạ. Thôi vậy mình có tự tin vậy là mau hết bệnh rồi. Cô về luôn hả? Dạ. Ngồi đây có gì để dọn đem ra thôi đâu có gì đâu. Trời nó nhỏ nữa hả? Bây giờ tới 12 giờ khuya luôn mà là. Nó bữa nay là tiếp mà cũng trễ. Tới chiều luôn á tại vì có hẹn. Dạ. Bị mà chị có đi khám chưa? Chắc đâu có đi khám gì đâu. Không mà chị uống cái này đi nó. Nhưng mà điều một cái là em đi massage thì người ta nói em là bị lợp lợp nhẹ. Lợp à. Chứ tại vì chắc em bự quá. Tại vì lợp á, lợp nên là nó giống như lợp bên rồi nó chèn cái dây thần kinh của mình á, nên là làm cho mình bị tê bị nhức vậy đó. Cái gì hả? Lý do là mập quá nữa. À, không, cái người chị lớn con chứ không phải mập. Chị cao chị lớn con nữa, xương chị chắc xương chị xương lớn quá à. Dạ. Chị đi vô kiếm em kìa. À. Rồi. Dạ dạ. Để nãy anh qua anh đọc. Chú đợi con xíu nha. Bữa nay cũng hơi đông, bữa nay có thêm một chú mới nữa. Là ông anh nè, bữa. Dạ giờ chị về luôn ha. Chị về khỏe thì này về ráng uống thuốc cho mau hết bệnh nha chị. Đây đây để dịnh tay bên đây cho. Từ từ thôi. À, cứ từ từ cũng sao hết, cứ nhẹ nhẹ thôi.
Đó. Ôi. Mình mốt mà đừng nó đau mà nó khỏe quá, khỏe quá. Khỏe quá. Hết bệnh rồi. Mình làm vậy mốt cái hết hồi nào mình không biết luôn. À, mốt không cần đi mổ nữa luôn. Rồi, thôi chị về. Chị để trên đó chị chạy được không? Hả? Có gần lấy băng keo vàng đằng sau không chị? Không, vàng sau cứng luôn á, em để đó sợ chị giống như đèn xanh đèn đỏ cái chị chống chân xuống nó ngã à. Dạ. Để em lấy băng keo quấn rồi cho. Mình ngồi chút xíu đó về để con để mấy cái băng keo. Vậy nè, để đứng vậy nè. Chị dịnh đó đi. Sát rửa bà chị đi, chị hôm mày đi để lần xe xe em quấn vô có sao không? Quấn vô đi không có sao hết. Ừ. Chị dịnh đè chặt xuống giùm em nha. À, đè mà vậy luôn hả? Dạ. Đường dơ thôi. Rồi đó, rồi, chị giờ. Chú luôn nha. Chị giờ chị ngon lành chị lên núi còn được luôn á. Cảm ơn luôn chú Khánh. Đâu chị lắc lắc đây. Nè, à. Không sao đâu, cắt chắc lắm, băng keo nó dính chặt lắm. Cảm ơn chú nha. Vô vô với mấy bà con cũng để tình. Dạ dạ dạ, hai em vô như vậy. Chú nha, dạ. Dạ. Cái nó đau thắt lưng nó đau qua cái hông bên đây luôn. Đau thắt lưng. Đau thắt lưng là do giống như mình đi mình làm mà kiểu nó quá sức nó bị sấy cái cột sống rồi nó làm bị mình sấy cơ á. Cái đó nó ảnh hưởng gì trời ơi. Không sao đâu bà. Nếu mà vậy hả? Vậy cái này nếu mà phải đi chụp hình thôi. Chụp hình siêu âm á. Nếu mà bị bên cái phần mà bên cái bụng bên bụng đáy thì mình kiểu nó bị thốn qua thôi à, mình bây giờ mình uống mình nếu mà cái thắt lưng mình hết á mà cái đó cái trên ổ bụng mình à, vậy bây giờ mình uống cái này đi tại vì nó ảnh hưởng từ cái thắt lưng nó qua nó tì qua cái bên cái bụng bên mình á, tì cái bụng của mình thôi. Bây giờ mình uống mà hết thắt lưng á mà cái đó vẫn còn bị á thì mình đi siêu âm. Dạ rồi cô về nha. Cô Loan về. Rồi, cô về. Dạ dạ cô về khỏe nha cô. Rồi. Chị cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi dán về khỏe nha chị. Rồi chị gái kia chứ có gì mốt rồi hết bệnh rồi xuống đây ăn mừng. Cảm ơn em. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ cô về. Rồi cô hai chú vô đây con lấy nước mời. Vô nãy giờ. Em. Đang đợi. Rồi cô đi gia đình của mình về khỏe, tất cả hộp thuốc sớm khỏi bệnh luôn. Chị cảm ơn em nha. Dạ. Dạ. Em gái về nhà chịu khó uống đi chứ. Về nhà chịu khó uống chứ mới tuổi này mà bị cái này là mệt lắm á. Không có nghe em kêu 30 tuổi mà bị thoát vị đĩa đệm á. Cứ đi làm khòm làm khòm mới nhức vậy nè. Em ngủ mà nằm mà ngủ không được luôn. Nó bị đau cho này là không ngủ được, cứ nằm lăn qua lộn lại hoài à. Không. Còn em hay bị chèn nè. Nó chèn ngay chỗ này là cái đầu em lấy em ngơ ngơ. Em có kết bạn với anh chưa? Nãy giờ em tìm mà chưa ra. Kết bạn đi, có gì em uống xong cái khúc này em cho anh biết cái kết quả nha. Cái số mà em sạch cái Khánh Nguyễn á. Khánh Nguyễn là ra à. Nãy có vô YouTube chưa? Dạ chưa, em mới vô cái Facebook mà. Vô YouTube á. YouTube á, Khánh Nguyễn á, là thấy cái màn anh chọn á. Giờ mốt là anh quay này là mốt lên cũng thấy mình luôn á. Giờ có gì uống xong cái khúc mà anh gọi đó, giờ cho anh biết kết quả cho anh xem như thế nào. À, thôi mình về ha. Rồi em gái thì mới còn nhỏ mà bị nhức cột sống rồi. Phải về bệnh tình bây giờ cũng khổ. Bây giờ ấy đại cho em trai đi về gửi về Kiên Giang nữa. Rồi.